Vua Charles có ý định dùng hơn 1.000 tỷ để yêu cầu Meghan Markle ly hôn nhằm cứu vớt cuộc đời con trai. Vua Charles Đệ Tam thậm chí sẵn sàng để còn giàu giữ tức vị hoàng gia miễn là có thể đưa hoàng tử Harry trở về. Theo Spa vua Charles Đệ Tam đang ấp ủ ý định đề nghị Meghan Markle ly hôn với số tiền thỏa thuận khổng lồ trị giá 50 triệu USD gần 1.200 tỷ đồng để đưa con trai của ông, hoàng tử Harry trở lại. Theo nguồn tin của một nhân viên hoàng gia cấp cao, vua Charles đổ lỗi cho con dâu Meghan Markle vì đã khởi xướng những cáo buộc gây tổn hại của Harry đối với hoàng gia Anh. Nhà vua Anh quốc được cho là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu công tước sự sửa sách khỏi tâm lý bất ổn, thường xuyên gây rối. Bên cạnh đó, nhân viên này cũng khẳng định Charles sẵn sàng tha thứ cho Harry, ngay cả khi anh đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp suốt 3 năm qua cho hoàng gia. Quốc vương tin rằng Harry bị Meghan mê hoặc và điều khiển đến mức anh không thể nhìn thấy mình gặp tài họa và phải thoát ra khỏi tình cảnh đó. Số tiền 50 triệu USD được cho là sẽ hấp dẫn Megan vì đủ để cô sống cả đời thoải mái. Hoàn đền bù ly hôn hào phóng bao gồm tiền cấp dưỡng nuôi hai người con Archie và Lilibit của cặp đôi. Megan Markle thậm chí được phép giữ danh hiệu nữ công tước của mình ngay cả khi ly hôn. Kế hoạch này xảy ra sau khi Harry thực hiện một loạt cuộc tấn công vào hoàng gia trong cuốn hồi ký mới nhất của mình, The với hàng loạt tiết lộ và nhận định gây tranh cãi về cha, anh trai, mẹ kế, chị dâu lẫn chế độ quân chủ. Trong đó, anh tiết lộ cả việc vua Charles từng nói với con trai rằng ông không có đủ tiền để hỗ trợ tài chính cho Meghan. Theo công thức, vua lờ từng than phiền rất nhiều vì phải cấp dưỡng cho cả cặp đôi sở sách lẫn cặp đôi xứ Well, thái tử William và vợ Kate Middleton. Trong khi đây là nghĩa vụ của nhà vua vì bốn người phải làm việc thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia. Thế nhưng, Harry cho biết anh sớm nhận ra điều cha mình quan tâm nhất. đáng dấu hổ và lời buộc tội khác nhắm vào hoàng gia có thể được xuất bản trong tương lai gần. Nhà văn Anh tuyên bố buổi chất lược có lý do chính đáng để sợ con trai mình. Vị quân vương hiểu rõ Harry đã tiết chế nhiều khi nhắc đến cuộc hôn nhân của ông với công nương Đa Anna. Chuyện tình ngoài luồng với Camilla cũng như mối quan hệ khó khăn giữa Harry và cha mẹ ruột tâm của Charles cũng bị suy yếu bởi cảm giác tội lỗi. Ngày ấy đủ nhận thức để nhận ra sau cái chết của Diana, ngày ấy không phải là người trả tốt mà lẽ ra ông phải trở thành, ông bầu ở viết. Theo chuyên gia Hoàng gia, vào cuối tuần và những ngày nghỉ học, Harry được giao cho bảo mẫu chăm sóc. Trong khi đó, Charles theo đuổi sở thích riêng hoặc ở trong ngôi nhà khác với Camilla. Một trong những tiết lộ đáng nhớ nhất trong cuốn sách của Harry là vua chất cầu xin các con trai ngừng gây chiến sau tang lễ của hoàng tế Philip, làm ơn các chàng trai, đừng khiến những năm cuối đời của ta trở nên khốn khổ. Trong câu nói đó, vị vua sinh năm 1948 đã bộc lộ điểm yếu. Ông lo sợ triều đại của mình có thể bị phá hủy bởi Harry và Meghan. Đối với Tom Bauer, đặc sản của Meghan là nhắm vào điểm yếu của người khác, giống như khi làm bẽ mặt trà ruột và ruồng bỏ gia đình, bạn bè, cựu diễn viên bảo thủ gia đình Harry vì những hành vi coi thường. Ông bộ ơ cho rằng Meghan có thể đánh khơi thấy sự yếu đuối trong tâm hồn của vua Charles, hiểu được bản năng của cha chồng là dĩ hòa phi quý. Nhưng Charles nên biết rằng ngài có thể tạo ra nguy hiểm cho địa vị và sự nổi tiếng của mình trước người dân Anh nếu chiều theo những yêu cầu từ nhà sở sách không chỉ phần lớn thần dân của ngài ấy tức giận vì sự phản bội của Harry, không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với những kẻ lừa đảo từ Mỹ. William và Kate chắc chắn không hợp tác trong bất kỳ lời xin lỗi nhục nhã nào vì gia đình xứ Wales well đã gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công của nhà sử sách. Trong tất cả các cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan một cách vô tức để lộ sự ghen tị đến nhà tử với những người thừa kế ngài vàng, người viết tiểu sử nhấn mạnh. Theo ông Bauer, ngay cả trước khi kết hôn, Meghan dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi thực tế kết vượt xa cô về cả thứ bậc và đặc quyền. Đó là lý do vợ chồng xứ Well nghi ngờ tính chân thực của nguyện vọng muốn hòa giải từ phía Harry. Họ chính là trường hại lớn cho nỗ lực kiến tạo hòa bình của vua cha. Trên thực tế, mối quan hệ giữa William và vua Charles mới được hòa giải gần đây vì lợi ích chung. Chứng kiến sự đau khổ của mẹ trước việc cha ngoại tình khiến William luôn cảm thấy khó khăn để hoàn toàn hòa thuận với mẹ kế. Bên cạnh đó, William và Kate không nhận thấy bất kỳ lợi ích nào để từ việc cúi đầu trước yêu cầu của em trai. Họ tin rằng nhiệm bộ sẽ chỉ dẫn đến những cáo buộc khác. William biết rằng nhà vua và các cổ phấn của ông đang đi trên con đường nguy hiểm. Nói về hòa giải là ảo tưởng, Harry và Meghan không đưa ra lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoặc chiến đấu hoàn toàn, tồn bầu ở tổng kết. Khó khăn mới của vợ chồng Harry Meghan sau khi rời Hoàng gia Anh vợ chồng Harry và Meghan sẽ bắt đầu cuộc sống mới không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Hoàng gia Anh bắt đầu từ tháng 4 năm nay trong bối cảnh Điện Buckingham đang gần nhắc cấm cặp đôi này sử dụng thương hiệu sở sách Raja trên các sản phẩm của họ. Người phát ngôn của Harry và Meghan cho biết cặp đôi sẽ chính thức từ bỏ thương hiệu hoàng gia từ ngày 31 tháng 3 và sẽ không thực hiện bất kỳ sứ mệnh nào nhân danh nữ hoàng Anh Elizabeth II sau thời điểm này kể từ ngày 1 tháng 4, cặp đôi sẽ không còn văn phòng tại Điện Buckingham, thay vào đó sẽ trở thành đại diện cho quỹ từ thiện của họ tại Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth Địa nhị cũng vừa ra lệnh cho Harry và vợ là cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle bỏ tức hiệu do sách ra ra trong tất cả các hình thức kinh doanh. Harry và Meghan đã đầu tư rất nhiều vào thương hiệu này, bao gồm quản trị hàng chục nghìn bảng cho một trang web và tài khoản Instagram 11,2 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng đăng ký thương hiệu này trên toàn cầu để sử dụng cho một loạt sản phẩm như quần áo, thiết bị văn phòng phẩm, sách và một số tài liệu giảng dạy. Harry cũng lập tổ chức từ thiện mới mang tên Sở Sách Gia, Gia Quỹ của Công Tước và Nữ Công Tước Sử Sở Sách.